Quý vị khán giả đang cùng theo dõi bản tin sức sống thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau chặng đua thứ 11 thì các tay đua của giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 được nghỉ một ngày tại thành phố biển Nha Trang. Tuy nhiên có những người thì công việc của họ vẫn tiếp diễn, đó là những săn sóc viên, những trợ lý huấn luyện viên làm công tác hậu cần cho đoàn đua, góp công sức âm thầm, thế nhưng vai trò của họ đặc biệt quan trọng với thành tích của mỗi vận động viên. Sau khi giải nghệ, cựu tuyển thủ quốc gia Võ Thành Anh Khoa tiếp tục gắn bó với đua xe đạp đường trường, nhưng trong vai trò một săn sóc viên. Bây giờ cái nghiệp đua của mình cũng gần 10 năm hơn, nên mình biết cái vận động viên nó cần cái gì trên đường đua. Kết thúc chặng đua, các vận động viên nghỉ ngơi lấy lại sức và họ lại cần bàn tay của anh Khoa để có thể hồi phục được nhanh. Tổng cộng có 7 vận động viên. Mỗi vận động viên sẽ làm nửa tiếng, em sẽ massage nửa tiếng vậy nè. Anh có cảm thấy mệt không? Mệt thì do mình đua về á, mình ngồi xe 170 cây á, về ăn cơm mình lại làm nữa rồi thì nó cũng mệt. Anh Sơn từng là vận động viên gắn bó nhiều năm với đua xe đạp. Giờ đây khi giải nghệ, anh chuyển sang công việc bảo dưỡng xe cho các vận động viên. Khi về thì mình sẽ lau những chiếc xe lại kiểm tra, như chẳng hạn như vỏ lốp có bị chém đá hay không thì mình sẽ thay. Như thay thì mình sẽ thay như vậy. Còn nếu như mà nặng quá thì phải thay vỏ lốp mới. Nói chung thì cái nghề này nó cũng theo cái đam mê làm mới được. Tại thấy nó là dễ nhưng nó cũng rất là khó, nó tỉ mỉ rất là nhiều. Chẳng hạn như những khi mà nó bị trục trặc sơn líp để canh chỉnh rất là khó. Trên đường đua thì nếu như mà bể bánh thì mình phải cố gắng làm sao cho nó lẹ, nhanh lẹ để cho vận động viên bắt lại tốt. Chứ để chậm giờ là mất giờ. Trên đường đua, chiến thắng vinh danh nỗ lực của các tay đua và chiến thuật của các huấn luyện viên, nhưng đằng sau đó luôn là những đóng góp âm thầm của những con người đầy đam mê nhiệt huyết với xe đạp, dù họ chẳng ngồi phía sau chiếc ghi đông.